Chào các bạn, đây là thông điệp của ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 16 tháng 3. Và mình đã chuẩn bị sẵn 3 tụ bài, nhưng mà mình sẽ để cho các bạn chọn 3 con số, đó là 5, 15 và 23. Đó là số của 3 lá bài tiên tri. Và sau đó thì mình có rất là nhiều lá bài tarot để làm rõ những cái lá bài tiên tri đó. Nhưng mà các bạn hãy chọn giữa 3 số là 5, 15 và 23. Năm mười lăm hai ba. Và với những bạn chọn chọn số 5 thì thông điệp dành cho các bạn đó là orphaned, là cảm thấy như bị mồ côi. Và các lá bài đi kèm với nó, các bạn có Five of Cups. Thực ra nó là một cái sự trùng hợp, rất là không phải là trùng hợp. Các bạn có thấy là hai hình ảnh của hai người này gần như là giống nhau và nó đều là số 5. Và cái số 5 thì thường là cái số của mâu thuẫn, của sự cô đơn, của việc không rõ đi hướng nào và nói chung là mất phương hướng. Rồi các bạn có Ace of Swords, lá của sự bế tắc, Page of Fire, và Three of Air. Phải nói là cái tụ bài này nó vô cùng là nặng nề buồn bã. Thì những bạn đã chọn cái tụ bài này thì có lẽ là các bạn đang trải qua một cái giai đoạn gọi là identity crisis. Các bạn mất phương hướng, các bạn không không biết rõ mình là ai, mình thuộc về đâu. Các bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng và các bạn muốn thuộc về một nơi nào đó, một nhóm nào đó, một ai đó, nhưng mà các bạn không cảm thấy thuộc về đâu cả. Các bạn cảm thấy mình không ai đó nhận mình, hay là ngay bản thân của các bạn không 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 hiểu rõ về mình nữa. Nói chung các bạn đang ở trong một trạng thái là có một cái sự khủng hoảng về identity, danh tính, khủng hoảng về danh tính của bản thân. Nếu mà bạn nào có cái cách dịch nó hay hơn thì bình luận ở bên dưới cho mình biết. Nhưng mà lá bài này nó khuyên các bạn rằng hãy đừng cố gắng, để đừng đặt cái áp lực cho mình để mình phải fit in, mình phải phù hợp với một hoàn cảnh, một nhóm người hay là một tổ chức nào đó. Mình cách đây mấy ngày mình có post cái khổ tôi đầu tiên của vua hề sạc lô, khi mà tôi bắt đầu yêu bản thân của mình á. Thì trong trong cái diễn giải của cái khổ tôi đầu tiên, mình có nói rằng rất là nhiều người trong chúng ta cố gắng để ăn mặc kiểu khác, nói năng kiểu khác, đi đứng thể hiện quan điểm kiểu khác, để bởi vì chúng ta muốn fit in, bởi vì chúng ta muốn thuộc về một nơi nào đó, muốn phù hợp với cái tổ chức đó, cái nhóm đó, mà chúng ta quên mất cái con người thật của mình. Cái thông điệp ở đây là các bạn hãy là chính bản thân của các bạn và đừng cố gắng để thay đổi bản thân của mình để phù hợp với người khác. Chúng ta đều là những cái cá thể riêng biệt và unique, độc nhất vô nhị, rất là cá tính, không ai giống chúng ta cả. Đó là cái điều, đó là cái điều vô cùng đẹp đẽ. Đừng thay đổi mình để giống người khác và đừng đừng cảm thấy tệ khi mà mình không giống ai cả hoặc là mình không thuộc về ai cả. Khi mà bạn biết yêu bản thân của mình thì bạn sẽ trân trọng được những cái giá trị đó của bản thân, những cái sự khác biệt của mình, và không muốn, các bạn sẽ không còn muốn che giấu đi những cái điều unique, đặc biệt về bản thân nữa, mà bạn sẽ cảm thấy đó là cái điểm tự tự hào. Và không, mình không việc gì phải đi theo, không không phải là một con cừu đi theo bầy cừu. Có một câu nói là khi tất cả mọi người rẽ phải thì có lẽ là các bạn là lúc các bạn cần rẽ trái. Và đừng sợ, để đừng sợ cái việc là chỉ có một mình và đi tìm bản thân của mình. Các bạn đừng đừng buồn bã và tự thương hại bản thân ở trong cái trạng thái là mình là nạn nhân, hay là mình không được đối xử công bằng, số phận sao lại dành quá nhiều cho người khác mà không dành cho mình cái này cái kia, ví dụ như là vẻ ngoài xinh đẹp, đẹp trai đẹp gái, hay là sao mình không có cái sự duyên dáng của người khác, mình không có được cái ngoại hình của người khác, mình không có được sự thông minh của người khác. Tất nhiên mình nói tất cả trong mỗi người trong chúng ta đều unique, và đừng cố gắng để thay đổi bản thân của mình để thuộc về một ai đó. Có lẽ ở đây có rất là nhiều năng lượng của sự bế đau khổ về việc bế tắc. Các bạn có Three of Swords, các bạn đang rất là đau khổ, có thể các bạn bị bỏ rơi bởi một ai đó,
Đây có thể là một mối quan hệ ba người với class 3 of A này, và bạn cảm thấy mình như là trẻ mồ côi ở đây, là bạn bị bỏ rơi, và bạn bạn cảm thấy rất là thương hại bản thân, cảm thấy rất là buồn bã. Các bạn chưa vượt qua được những cái tổn thương này trong quá khứ. Mình không hiểu vì sao camera này nó không focus được. Nhưng các bạn đừng, như mình nói, đừng ở lâu trong cái nhà tù tinh thần này. Các bạn hãy dành thời gian để vượt qua nỗi đau này, nhưng mà đừng keep telling yourself the same story. Đừng có cứ kể cho mình một cái câu chuyện là mình là người bị bỏ rơi, mình là người bị hại, mình là người bị đối xử không công không bằng. Vì như vậy không ai chịu thiệt thòi ngoài chính bản thân của bạn nếu mà bạn cứ giữ mình trong cái nhà tù tinh thần này. Mình đã có một cái video nói về việc là làm thế nào để vượt qua nỗi đau của bản thân. Mình không bao giờ cổ suý cái việc là các bạn hãy gạt nỗi đau đó sang một bên mạnh mẽ thế này thế kia, bởi vì mình biết đó không phải là cái cách để bạn để buông bỏ cái nỗi đau đó. Mà tất cả những cái nỗi đau hay là cảm xúc, các bạn muốn buông bỏ nó, các bạn cần phải cảm nhận nó, và sau đó thì nó mới có thể chuyển hóa được. Cho nên là đừng suppress, đừng chèn ép nó, đừng tìm quên, đừng gạt nó sang một bên. Hãy cho mình thời gian nhẹ nhàng với bản thân. Không sao cả nếu mà các bạn ở trong trạng thái 3 of air, nhưng mà có sao cả nếu các bạn ở trong trạng thái Ace of Swords. Tức là hãy đau khổ, nhưng mà hãy các bạn phải nhận thức được rằng mình đang đau khổ để mình release nó đi. Mình hãy cảm tất cả những cái nỗi đau đó và hiểu được cái thông điệp cái nỗi đau đó là gì. Ví dụ như là khi mà bạn đang còn đau khổ thì cái thông điệp đó có thể là bạn vẫn còn một cái đứa trẻ bên trong, nó luôn cần tình yêu thương. Hoặc là bạn muốn thuộc về một nơi nào đó, một người đó. Tất cả mọi, như mình nói, tất cả mọi cảm xúc của mình nó đều mang đến cho bạn một thông điệp. Và nếu các bạn hiểu được cái thông điệp, ngoài tất nhiên là cái nỗi đau thì nó luôn là cái điều không ai mong muốn, nhưng mà đằng sau mỗi nỗi đau, mỗi cái cảm xúc, nó đều là một thông điệp, và nó bắt nguồn từ một cái nơi sâu thẳm nào đó, từ bên trong tâm hồn của bạn. Cho nên bạn hãy tìm ra cái nguồn gốc của cái nỗi đau đó, hay là cái thông điệp gì mà nỗi đau đó muốn truyền tải đến bạn. Hiểu được nó, hành động, làm gì đó cho nó sự chú ý. Đó là cách các bạn có thể vượt qua nỗi đau dần dần. Các bạn sẽ có được cái lá bài duy nhất trong tích cực trong cái tụ bài này, đó là cả lá Page of Fire. Tức là các bạn vẫn có thể có được một cái sự khởi đầu mới, rất là nhiều nhiệt huyết, đam mê và nguồn cảm hứng ở đây. Nếu các bạn nhìn nhận ra được vấn đề ở đây, đó là mình cái bài học gì mình cần phải học với cái trải nghiệm này, và nhìn về tương lai, tin tưởng vào tương lai. Đừng bị bế tắc trong cái hoàn cảnh này. Hãy đau đi, nhưng mà đừng đau với cái tâm lý là thương hại bản thân. Đau để release nó, để buông bỏ nó, và hãy sẵn sàng cho một cái khởi đầu mới. Rất có thể các bạn sẽ sớm vượt qua được cái tình trạng này với cái Page of Fire đây. Các bạn sẽ sớm tìm lại được nguồn cảm hứng cho cuộc sống, cho bản thân và tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà các bạn phải có cái thái độ đúng đắn để đối diện với nỗi đau của mình và để buông bỏ nó. Nếu không thì các bạn sẽ còn bế tắc trong cái tình trạng này khá là lâu. Ok, đó là thông điệp cho những bạn chọn tụ bài đầu tiên. Với những bạn chọn số 15, cái thông điệp cho các bạn là Message in a bottle. Cái thông tin nhắn trong một cái chai, nhưng mà nó ở vị trí ngược. Các bạn có biết cái kiểu mà người ta hay cho thông điệp vào cái chai rồi cho trôi sông đúng không? Thì bạn có cái thông điệp đây là những cái tin nhắn từ vũ trụ, những cái thông điệp, những cái signal từ vũ trụ gửi đến cho bạn từ cuộc sống. Nhưng mà dường như là bạn đang chọn cái, bạn tự bịt mắt của mình lại, bạn không muốn đối diện với nó. Thực ra bạn biết sự thật, nhưng mà bạn không muốn đối diện với nó. Bạn đang cố tình phớt lờ đi, hoặc là bạn vô tình hoặc là cố tình phớt lờ đi những cái dấu hiệu rất là rõ ràng từ vũ trụ, những cái dấu hiệu đèn đỏ hay là cờ đỏ nó đang phất lên nói với bạn rằng nguy hiểm hoặc là cần chú ý. Nhưng mà bạn, bởi vì thường thì chúng ta muốn tin vào cái gì chúng ta muốn tin, muốn nghe những cái gì chúng ta muốn nghe. Ngay cả những thông điệp này các bạn hay nói là nó đúng với bản thân của mình, nhưng mà thực ra các bạn phải suy nghĩ rằng đó là nó đúng hay là nó là những gì các bạn muốn nghe. Ví dụ các bạn khi mà chọn được những cái tụ bài nói rằng bạn và người đó là soulmate của nhau, hai người sẽ vượt qua được tất cả, các bạn cảm thấy rất là yên lòng đúng không? Nhưng mà các bạn đừng trao sức mạnh của mình cho bất kỳ một nhà tiên tri hay là ai cả.
các bạn phải check lại với trái tim của mình, với trực giác của mình xem là người này có thực sự là người dành cho mình hay không. Kể cả như mình, ví dụ các bạn đang trải qua một cái mối quan hệ nó rất là toxic, nó rất là không hà lành mạnh, nhưng mà các bạn chọn được cái tụ bài nói là người này là soulmate của bạn và các bạn sẽ vượt qua, thì các bạn lại tiếp tục cho mình ở lại trong cái hoàn cảnh đó, mặc dù các bạn nhận được cái thông điệp 10-10 của vũ trụ rằng người này không phải dành cho bạn, bạn phải cứu bản thân của mình. Thì đây chính là cái thông điệp như vậy, đừng phớt lờ tất cả những cái dấu hiệu, bạn biết được cái sự thật này rất là rõ ràng. Để có, nhưng mà mình vừa nói vậy thì mình thấy cái lá từ High Priestess có nghĩa là cái lá mà bạn, cái trực giác của bạn rất là mạnh, bạn biết rõ 10-10, chứ cái này không phải là bạn vô tình phớt lờ mà bạn cố tình phớt lờ những cái dấu hiệu của vũ trụ. Bạn biết phải, bạn phải làm gì, bạn biết sự thật nhưng mà bạn không dám đối diện với sự thật, bởi vì bạn không đủ can đảm, bạn tự ti, bạn không đủ chín chắn để đưa ra cái quyết định này cho mình. Hoặc là bạn rất là mâu thuẫn với bản thân, bạn đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm ở đây, chứ không phải là bạn không biết. Nhưng mà cái dấu hiệu ở đây là nó quá rõ ràng, tức là những cái thông điệp mà thuộc vũ trụ gửi cho bạn, đừng ignore, đừng phớt lờ nó đi, đừng tự che mắt mình lại. Bạn biết bạn phải làm gì, hãy vượt qua cái sự đấu tranh nội tâm này và đưa ra được cái quyết định đúng đắn cho mình. Bạn biết mình phải làm gì. Nhân đây mình cũng nhắc luôn các bạn là như vậy, khi mà bạn chọn một lá bài hay là nghe một bài dự đoán, đừng chỉ nghe những cái gì mà mình muốn nghe, bởi vì một bài dự đoán nó dành cho cả cung, nó có cả có ngàn có những video mình thấy có cả ngàn người theo dõi, và nó tap in cái năng lượng chung của cái cung đó, thì không có nghĩa là 1.000 bọ cạp theo dõi cái video đó đều có câu chuyện giống nhau, và tất cả cái mối quan hệ mà bọ cạp trong đề cập trong cái bài dự đoán của bọ cạp đó đều là mối quan hệ soulmate và hai người thực sự dành cho nhau. Không, các bạn phải you have to tap in your inner wisdom. Bạn phải check với cái trực giác của mình, cái linh tính của mình, trái tim của mình. Trái tim của bạn biết tất cả, trái tim ở đây là cái heart chakra nhé, chứ không phải là cái trái tim tượng trưng cho tình yêu. Nếu mà bạn dựa trên tình yêu, có lẽ là bạn sẽ luôn chọn cái người đó, dù là người đó toxic như thế nào đi nữa. Nhưng mà có những điều ở cái, tức là cái heart chakra của các bạn nó có rất là nhiều wisdom ở trong đó, nhiều sự thông thái, và lý trí của bạn không giải thích được, bạn sẽ biết người nào dành cho mình. Và những cái cơ thể của bạn cũng biết nữa. Cái đó mình sẽ nói trong một chủ đề khác. Nhưng tóm lại là luôn nghe theo cái sự chỉ dẫn đến từ bên trong bản thân của mình, đó là điều quan trọng nhất. Đừng trao sức mạnh của mình cho bất kỳ một người xem bói, nhà tiên tri, người xem tarot hay là nhà chiêm tinh học, bất kỳ ai cả. Bởi vì cái ý chí tự do của các bạn vẫn chiếm 50% cái quyết định trong tất cả mọi việc, mọi tình huống. Và bạn là người, in the end, you are the creator of your reality. Cho nên là hãy đừng trao sức mạnh của mình cho người yêu của mình, cho bất kỳ một ai khác. Đó là những bạn chọn số 15. Bây giờ đến những bạn chọn số 23. Đây có lẽ là tự bài đẹp nhất. Các bạn có là peace, các bạn có là có sự yên bình. Đây các bạn có là Six of Cups, nói về một cái mối quan hệ soulmate từ kiếp trước, hoặc là có ai đó trong trong quá khứ của bạn quay trở lại, hoặc là bạn sẽ gặp ai đó từ kiếp trước. Cái lá gây cấn duy nhất là đó là con quỷ, là The Devil. Nhưng mà với những cái lá ở đây thì mình thấy là nó không thành vấn đề. Cuối cùng là các bạn có là Six of Air. Với cái tụ bài này, hiện tại các bạn đã đạt được trạng thái rất là bình yên trong tâm của mình. Các bạn có cái sự an bình, hòa hợp với vũ trụ, với thiên nhiên, với tất cả năng lượng tốt đẹp xung quanh mình. Trong mối quan hệ thì các bạn có cái sự hòa thuận giữa người này với người kia, có sự hiểu nhau, có sự đồng điệu. Trong công việc cũng vậy, bạn có cái clear vision, bạn nhìn rõ tất cả mọi thứ, và nói chung bạn biết rõ bạn cần phải làm gì. Bạn biết rõ rằng thế giới bên ngoài là sự phản ánh của thế giới bên trong nội tâm của mình, và khi bên trong nội tâm của mình nó bình yên, bên thế giới bên ngoài nó cũng bình yên, và bạn sẽ thu hút được những cái kết quả. Bạn sẽ thu hút được những cái kết quả tốt đẹp nhất.
Ở đây với Classic of Cups này thì mình thấy có lẽ là nó liên quan đến tình cảm của bạn nhiều hơn là công việc. Bạn có thể bạn nối lại với một người cũ, hoặc là bạn giải quyết được những cái mâu thuẫn trong trong một mối quan hệ với một soulmate của mình đến từ kiếp trước, hoặc là bạn ra đi khỏi được khỏi một soulmate mà nó rất là toxic, nó rất là bất ổn. Giữa hai người có thể đã từng có cái sự ràng buộc mà rất là khó dứt, nó có cái sự cái nhà ám ảnh ở đây. Tức là người này không thiếu được khi sống thiếu người kia, rất là phụ thuộc, rất là tự ti, cảm thấy là không có người kia thì mình không là gì hết. Và nói chung là như là nghiện nhau, nghiện sự có mặt của nhau, sự hiện diện của nhau, và nếu mà không có người kia thì mình cảm thấy vô cùng yếu đuối. Nhưng mà mình thấy là bạn đã vượt qua được cái với cái là Six of Air đi sau này, thì dường như là bạn đã bỏ lại sau lưng được một cái mối quan hệ nó không lành mạnh với một người cũ, và người cũ này có thể là một ma kết nha. Bạn bây giờ bạn con thuyền của bạn đã vượt qua được cái sóng gió và đến được với cái vùng nước bình lặng, và bạn trong tâm của bạn cũng có được cái sự yên bình này. Tóm lại cái tựa bài này là cái khoảng thời gian trời yên bể lặng sau một khoảng thời gian vô cùng sóng gió, và bạn đã rất nỗ lực để vượt qua được cái sự cái xiềng xích này. Các bạn đập tan được cái xiềng xích này với một người cũ trong quá khứ. Cho nên chúc mừng các bạn với những bạn mà chọn thông điệp số 23, chọn lá bài số 23, bởi vì các bạn hãy tận hưởng cái sự bình yên này, bởi vì các bạn xứng đáng có được nó. Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ để rút ra khỏi được một cái mối quan hệ với con quỷ này, với lá devil này. Cho nên là good job, hãy tiếp tục phát huy, đừng để mình bị quay lại cái xiềng xích này. Và còn nếu mà bạn nào nối lại được với một người cũ là một ma kết, và giải quyết được hoặc là giải quyết được mâu thuẫn với một đối tượng của mình là ma kết, thì các bạn cũng hãy tận hưởng cái khoảng thời gian yên bình này, và đừng để lặp lại những cái sóng gió cũ, đừng đi vào cái lối mòn. Các bạn đã học được bài học là vì sao các bạn xảy ra cái sóng gió trong thời gian qua, hay là các bạn nhận thức được rằng là cái sự nghiện nhau, phụ thuộc vào nhau là nó không tốt. Cho nên nếu mà các bạn có quay lại đi nữa thì hãy chú ý đừng để điều đó nó lặp lại. Bây giờ mình sẽ đó là thông điệp dành cho chúng ta, cho tất cả các bạn. Và bây giờ mình sẽ đến với những người mà mình sẽ chọn một bạn may mắn, một bạn share post của mình. Xin lỗi các bạn, mình chưa chuẩn bị trước, cho nên bây giờ mình sẽ chọn đại một một bạn. Đã share cái post, cái hình mà mình post là với cái thông điệp là nếu bạn không học được cách đối diện với những góc khuất của tâm hồn mình, bạn sẽ tiếp tục thấy nó trong những người bạn gặp trong hành trình của mình, vì thế giới bên ngoài chỉ là sự phản chiếu của thế giới bên trong. Cái post này mình post ngày hôm qua, mình có chín share ở đây. Chỉ có một số bạn hiện lên. Mình sẽ chọn bạn Mimi. Bạn Mimi share post của mình một vài lần. Ok, đây là thông điệp cho Mimi. Mình sẽ dùng bộ tình yêu Whispers of Love, bộ đẹp này, bộ này với những cái thông điệp vô cùng là thơ mộng và lãng mạn. Đây là thông điệp cho Mimi. Bạn có spiritual connection này. This relationship has a connection that goes beyond this lifetime.
bạn đang có một cái connection vô cùng đặc biệt với một ai đó, người này là soulmate của bạn là chắc chắn. Bởi vì cái connection của các bạn có nhìn thấy cái hình ảnh ở đây không? Giữa hai người dường như có thần giao cách cảm, có cái cầu nối giữa hai. Rất là tiếc là nó không thể nào focus thật là rõ cho bạn. Almost. Mình vừa thấy nó vừa cộng vừa focus rồi xuống gần lại mất rồi. Nhưng mà tóm lại bạn có thấy là giữa hai người này, giữa hai cái tâm trí của người này nó có ấy rồi nó vừa connect rồi. Bạn có thấy là có cái cầu nối giữa hai bên và hai người có một cái spiritual connection. Đây là một cái mối quan hệ mà có cái connection mà nó vượt thời gian. Tức là các bạn có lẽ là đã gặp nhau từ kiếp này cho đến kiếp khác, và khi gặp nhau thì các bạn có thể nhận ra nhau ngay. Cái nó đây là một cái kết nối nó vượt qua những cái sự hấp dẫn bề ngoài thông thường. Và còn mình sẽ rút những cái lá tarot cho bạn để làm rõ thêm. Spiritual connection. Hai người không cần phải nói ra cũng hiểu nhau, có thể cảm nhận được năng lượng của nhau, có thể mơ về nhau, có thể nhận được thông điệp về nhau, hoặc là nếu mà bạn chưa gặp người này thì người này sắp đến với bạn, và có thể là trong mơ bạn đã có những cái dấu hiệu nào đó gặp người này, có thể là người cung khí. Bảo bình thiên bình sinh tử. Có thể bạn gặp người này rồi nhưng mà bạn chia tay với người đó. Bạn đang cố gắng dứt bỏ người này ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng mà thường những mối quan hệ như thế này á, các bạn dặn chia tay rồi sẽ gặp lại. Nếu mà các bạn, bởi vì thường những người mà có spiritual connection như thế này họ là, nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào, mình sẽ làm một video nói về bốn kiểu soulmate mà chúng ta thường gặp trong một đời người. Thì người này nếu mà bạn đang cố gắng dứt bỏ và thực sự họ rất là unhealthy cho bạn, thì có lẽ họ chỉ là một karmic soulmate, tức là một soulmate đến từ kiếp trước và để cân bằng nhân quả. Không, người này thực sự là người dành cho bạn. Thứ nhất là bạn dường như là các bạn đang cố gắng để cắt bỏ nhau ra khỏi cuộc sống của mình. Các bạn có lá tử thần ở đây, lá transformation, có nghĩa là nó một cái sự kết thúc đột ngột để mở đầu cho một cái kỷ nguyên mới, một khởi đầu mới. Cái sự kết thúc này nó khá đột ngột và làm cho những người trong cuộc không có sự chuẩn bị trước và rất là đau khổ, nhưng nó hứa hẹn một cái sự khởi đầu mới. Nhưng mà đến đây thì mình không biết là cái khởi đầu mới này với người mới hay với người cũ. Thì mình tiếp theo thì mình có lá The Sun, thì mình biết là các bạn sẽ là hàn gắn được với nhau. Lá The Sun này nói về sự hàn gắn, tổn thương, nói về một tương lai vô cùng sáng lạn, và hai người như là mặt trời của nhau, không thể thiếu nhau được. Cho nên mình nghĩ các bạn sẽ trải qua cái thời gian chia tay, nhưng mà các bạn sẽ quay lại với nhau được và hàn gắn được tất cả những cái tổn thương này. Đó là thông điệp cho Mimi. Cảm ơn bạn đã share post của mình, và cảm ơn các bạn khác đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày tốt lành, và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.